Chú này tên gì anh? Lê Văn Ly. Lê Văn Ly hả? Đi đi. Đi hả? Lê Văn Đi. Con chào chú. Chú cho con hỏi chú tên gì chú? Lê Văn Ly. Dạ. Còn vợ chú tên gì? Nguyễn Thị Lợi. Dạ. Rồi bà xã chú đâu rồi? Nằm bệnh viện rồi. Bệnh viện ở Lóc Sen á. Nói. Nằm bệnh viện luôn chứ. Rồi ai nuôi bà hả chú? Con nhỏ với Út nuôi. Gái Út nuôi hả? Rồi chú hàng ngày là chú làm nghề gì? Bán số. Bán số hả? Rồi chú là bị bệnh gì? Tai biến lâu rồi. Tai biến hả? Còn cô là bây giờ hiện giờ bà nằm bệnh viện là bà bệnh gì? Tim. Tim hả? Ờ là bà chỉ bị tim thôi phải không? Tim và tiểu đường nữa. Tim và tiểu đường. Nó dành cuộc sống nữa. Nói đi ổng. Chú đừng có khóc, chú nói để cho Mạnh Thường Quân người ta biết chú đang lâm vào hoàn cảnh nào để ta mới giúp mình được. Chứ chú khóc chú nói chuyện đâu được đâu. Ngoài đàng hoàng ta cho tiền à. Thẳng từ từ nói tại giọng chạm dây khóc còn nói lên khóc à. Dạ. Rồi cô bả đi lâu chưa cô? Đi lúc bả hổm mới nằm hết một chặng, giờ bả năm hết một cộng với tem. À. Giờ bây giờ ta nói cho bả còn hai cộng nữa, phải nông hai cộng nữa mà bả không có tiền đi về nhà. Bây giờ bả chở chúng mới tái khám, giờ bác sĩ với Lương Thiên ta không cho bả về. Dạ. Bây giờ ta bắt bả lại ở dưới, giờ nhỏ cái ốc bả nó nghỉ mặn đi theo bả nó nuôi. Dạ, ổng mấy đứa con cô? Ổng hai đứa con, nhỏ thứ hai thì có chồng đi riêng rồi, còn nhỏ Út trong nhà với ổng đó. Dạ. Dạ. Rồi cô gái Út nó làm gì? Gái Út nó đi chạy bà bằng đám cưới bằng mướn chạy bàn cà phê rồi vậy đó. Dạ, làm phục vụ cà phê. Ờ. Còn thì đi mai. Rồi cô có nghe là cái cuộc phẫu thuật tim đó là bao nhiêu tiền không? Nghe nói nó luôn một cộng rồi là hết 30 triệu rồi. Dạ. Rồi giờ bác sĩ ta nói hơn còn hai cộng nữa có khoảng 60 triệu. Thử ra nó không có tiền nó về, nhỏ lớn đó nó lo được có nhiêu là nó chở mẹ nó về lại. Dạ. Dù giờ trúng nữa đi, trúng nữa. Trúng giàu đi, trúng nữa giàu. Dạ. Thế tôi cũng ở sớm không. Dạ. Phải bán vậy mà nghiệp bán có được đâu. Rồi hồi đó bà làm nghề gì con? Bà cũng bán giấy số nữa. Là hai chồng bán số. Hai chồng bán giấy số không à. Rồi bữa nay là chú về là cái này là chú mua hay là mình nấu? Mua. Mua hả? Ừ. Vậy đó, ngày ăn cháo chịu ăn cháo vậy đó. Là sáng ăn cháo chịu ăn cháo luôn, mua hai lần vậy đó hả? Ừ. Có bà ở nhà cũng ăn cháo vậy không, mà không ăn cơm mới được. Dạ, rồi chú bị tai biến lâu chưa? Ừ, 3-4 năm rồi. 3-4 năm. Bà thì bà đi được hả cô? Bà cũng còn đi, cái thủi bà nhắc không? Dạ. Bà lớn rồi đó. Có quá cuộc sống hả? Bà nói chuyện với chú hồi không phải như mình đâu, mệt nó đều thở không muốn cắt hơn. Rồi như vậy đó là chú giống như hàng ngày chú bán cái số vậy là lời được nhiêu tiền? Lời được mấy chục tờ. 40, 50. Lời được 50 ngàn là nó bán 50 tờ. 50 tờ. Dạ. Ta bệnh một người cũng chết, này bệnh hai người luôn. Nhỏ cái Út có chồng chưa cô? Chưa, nó mới năm nay 15-16 tuổi nha, mà đứa giỏi lắm cưng ơi. Đi mặn hết buôn bên đây bắt bên kia. Dạ. Đi mặn lần nó mai bên Hồng Phước á, bên công ty á. Giờ mai công ty đó làm sao không biết, không mặn không có tiền nữa gì á. Thì chạy bằng bê chưa được tháng nay nữa rồi cái mẹ nó đau. Dạ. Nó cũng giao với cái bà kia đây, mẹ con ở nhà đầu tiên có gì con cho con nghĩ. Rồi bây giờ hình ảnh của chú ha, con đưa lên mạng ha. Cái anh chị Mạnh Thường Quân nào mà người ta thương cái hoàn cảnh gia đình chú á, người ta giúp cái gì thì con đem lại nấy cho chú ha. Ừ. Rồi bây giờ trước mắt con gửi cho chú món quà ha. Rồi chú nhận là chú cảm ơn giùm con ha. Ừ. Dạ. Dạ bây giờ là có cái chị này ở bên Mỹ á, gửi cho chú cái phần quà là 500 ngàn. Rồi chú nhận rồi chú cảm ơn giùm con ha. Cái này là chị Năm đó, cô kêu chú kêu bằng em được rồi, tại vì cái chị này còn nhỏ tuổi lắm. Đây là cái phần quà 500 ngàn, rồi chú nhận rồi cảm ơn con. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn chị Năm. Cảm ơn chị Năm. Dạ, rồi bây giờ thay mặt chị Năm ha, con chúc chú là nhiều sức khỏe ha. Rồi có được nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn ha.
Dạ rồi con chào chú về ha. Dạ. Rồi khi nào có ai giúp cái gì nữa thì con đem lại cho ha. Dạ. Dạ rồi con chào chú về ha. Dạ. Đây là không gian của quán em. Chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Cái cây thông này là mình mới làm chứ mình chưa có quấn dây đèn chớp quý vị ơi, còn thiếu dây đèn chớp nữa. Còn trang trí thêm mấy cái ông già Noel nữa. Đây là cái gian hàng bán đồ dành cho khách nào mà thích mua áo xi và gấu bông. Hai cái con này trời ơi. Mấy gian hàng áo của em. Đây là không gian từ ở trong nhìn ra nè quý vị. Bữa nay mình sẽ giới thiệu với quý vị hết 3 khu, 4 khu, 5 khu luôn. Đây là cái không gian để cho khách chụp hình. Đây là khu vực phía sau. Mấy cái chuồng thú cưng. Đây là cái bãi đậu xe. Bây giờ mình giới thiệu quý vị thêm một cái khu vực ở phía sau này nữa. Đó là cái khu B. Ở ngoài trước đó là khu A. Bây giờ là mình giới thiệu với quý vị là cái khu B. Đây là chuồng chuột bọ. Và đây là cái khu vực của khu B dành cho những cặp tình nhân ngồi chậm. Đây là cái mộ của mẹ mình nè quý vị ơi. Ở trên này nó có hai bàn. Đó. Còn cái này là cái giường mai của mình. Phía sau là nó như vậy. Này là khu B nha, khu B nó có mấy bàn à. Rồi bây giờ mình mời quý vị lên khu C, khu D. Đây, cái khu vực này là khu C nha quý vị. Nó khu C nó có nhiều bàn đó. Xin lỗi. Khu C nó còn ngoài sau nữa quý vị ơi. Đây là không gian của khu C của quán cà phê của mình. Và ở ngoài trước thì nó được thêm mấy bàn nữa.
vị nào ở khu vực Tân Châu nhớ lại ủng hộ nha quý vị ơi. Đây là khu vực ở ngoài trước, cũng là khu C. Đây là khu C. Và cái khu D là xin mời các bạn lên cầu thang này là khu D. Bây giờ mình lên ha. Đây là phạm vi của cái khu C mình ở trên, mình nhìn xuống đây. Nó có một bàn đôi và năm bàn chiếc nhỏ. Và đây là cái khu vực khu C. Hồi nãy là khu D, còn cái khu này là khu C nha quý vị. Trên khu C này rất giấc trưa rất là mát luôn. Ở ngoài phía sau đó là quý vị thấy là cái đó là khu B đó quý vị. Còn ở này là cái khu C đang ở trên sân thượng luôn đây. Đáng lẽ là nó có nhạc vu vương nữa quý vị ơi, nhưng mà tại vì YouTube á, là nó hay chặn bản quyền, nên bây giờ mình tắt nhạc để mình giới thiệu cho quý vị. Chứ bây giờ nếu mà mình mở nhạc lên á, là một hồi up lên YouTube là nó bị chặn bản quyền. Đây là cái khu C của quán cà phê Vườn Thú. Còn mặt trước của cái khu D, khu C chứ lộn. Mặt trước của khu C là các bạn nhìn ra được phía ngoài đường, nhìn ra được ngoài cổng. Đây, đây là cái cổng vào nè quý vị ơi. Nó vừa rồi là Phúc Toàn đã quay hết cái khung cảnh của quán rồi đó quý vị ơi. Này là khu C nè, còn trên kia là khu D. Đây là khu C. Cái khu C này là mình cũng nhìn được cái khu vực bên dưới luôn nha quý vị. Đây là khu B đây. Đó là ngoài sau, đó là khu B. Rồi quý vị nào khu vực Tân Châu, Phúc Toàn xin mời quý vị đến ủng hộ nha quý vị. Ủng hộ cho Phúc Toàn để Phúc Toàn có tiền mà làm YouTube để làm từ thiện cho mấy người nghèo nha quý vị ơi. Phúc Toàn chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều. Đây là cái bàn thờ của Quyền nhà em. Đây ở bên trái qua là ông nội, bà nội. Và chính giữa là bà cô. Và kế đó là ông ngoại, bà ngoại. Đây là cái bàn thờ tổ ngày hát của Phúc Toàn. Tổ nghiệp, tổ ngày hát, tổ nghiệp ngày hát. Chết. Rồi rồi rồi. Rồi dựng lên. Giống như mặt đó. Trời ơi trời ơi trời ơi. Giọng vô mặt nó, cô lợi giọng vô mặt nó. Lợi bay giọng vô mặt nó, giọng lỗ mũi nó.
đá nó lọc, đá nó lọc, đá nó, đá nó, đá nó, con sút nó, lấy cái giò đá bụng nó. Trời ơi. Mệt rồi đó, mệt rồi đó, đừng có chạy. Ẩm nó lên dục luôn. Nhi giận lên nhi. Con cậu. Ẩm nó lên dục nó. Dục. Trời. 1 2 3. Trời ơi. Trời ơi. Ơi, trời ơi. Chết rồi, con ngoan nó xấu số lập. Trời ơi. Thật ơn. Chả là ông Noel là con người tiếng này xấu số với lọc thiệt luôn. Vô xăng. Lấy giò xúc nó. Xúc nó. Rồi. Nè, nè, dám hút gì nè. 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, quay. Đó là mềm dữ rồi con ơi. Đào lọc giật nó ơi. Con nó. Trời ơi. Mạnh quá ghê. Trời ơi, quậy bàn tôi luôn rồi, trời ơi, điên cuồng luôn rồi. Trời ơi, điên cuồng luôn rồi, rồi ơi. Trời ơi. Thôi đi con, mệt lắm mà con, nghỉ đi con. Nghỉ đi con, mệt lắm rồi. Giặt đè nó luôn, leo lên nhúng nó luôn. Lại 100. Đó luôn. Mở ra. Đừng nhảy con. Nghỉ đi Lộc ơi. Giỡn hồi mệt xỉu luôn đó. Nghỉ đi con, nghỉ đi con.